Tuyền xin thân mến chào buổi sáng toàn thể quý vị. Hiện tại bên Hà Lan là 12 giờ trưa ngày thứ hai đầu tuần. Thì ngày hôm nay Tuyền được nghỉ ở nhà một ngày. Thì cái sân vườn của Tuyền á, năm nay thì Tuyền lại lười hơn là mỗi năm. Thường thì mỗi năm á, hoa cẩm tú cầu mà nở xong rồi mà tàn đó, thì thường là tháng 11, 12 là Tuyền sẽ cắt những cái hoa tàn này Tuyền bỏ đi. Thì năm tới thì hoa sẽ cho ra rất là nhiều nụ nè. Nhưng mà năm nay Tuyền hơi lười, thành ra là Tuyền không có cắt. Bây giờ Tuyền bắt đầu là ngày hôm nay cũng là ngày Tuyền thấy là nắng không có nhiều nhưng mà thời tiết ấm áp á, Tuyền cảm thấy hứng thú đi ra làm vườn. Cái sân vườn trước của nhà Tuyền thì khoảng bao nhiêu đây nè quý vị. Đó, cái sân vườn trước của Tuyền á là từ chiếc xe đạp này đi thẳng ra tới ngoài cái cây bông hồng đỏ đó, dọc ngang cái thùng rác xanh Tuyền kéo vô để Tuyền cho rác vào đây nè. Và tới đây thì cái sân trước của Tuyền á nó cũng rất là đẹp nếu mà mình làm cỏ sạch sẽ. Và cái mùa hè đó thì hoa nó cho nhiều lắm, nhất là hoa cẩm tú cầu. Ở đây là cái cây hoa mai của Tuyền nè. Cây hoa mai bây giờ thì đã tàn rồi, bây giờ lá xanh sum xuê luôn, Tuyền cũng cắt bớt đi cho nó thấp thấp thôi. Và cái cây hoa hồng đặc biệt là cái cây hoa hồng của Tuyền bây giờ cho ra hoa rất là nhiều nè. Mà Tuyền rất là thích nhất là trồng hoa hồng, tại vì hoa hồng á là đến khi nào mà thời tiết lạnh thật là lạnh á là hoa mới không còn nở nữa thôi. Cứ thời tiết á mà đẹp á là hoa hồng lại trồi lên. Năm nay thì thấy hoa hồng đẹp nè, nhưng mà hôm nay á và bên Hà Lan cũng lạ lắm, lúc thì lạnh lúc thì nóng, thành ra làm cho cái cánh hoa hồng á cũng bị giống như là dập dập héo héo á, chứ không có còn tươi nhiều giống như là mỗi năm mà nắng thật là nhiều. Mỗi năm mà nắng thật là nhiều á thì hoa nó lại đẹp hơn. Thôi bây giờ Tuyền mời quý vị cùng xem cái clip mà Tuyền làm cỏ sân vườn ở phía trước nhà của Tuyền nha quý vị nhé. Và ở đây Tuyền có làm cái cây hoa hồng nè. Năm nào cũng vậy, cái cây hoa hồng này của Tuyền á nó cao lắm, nhưng mà chắc có lẽ Tuyền cũng phải cắt bớt đi, tại vì cao quá thì Tuyền lại thấy không có nụ. Năm nay cái hoa hồng này Tuyền thấy nụ cũng ít rồi nha, thành ra là Tuyền phải cắt cho thấp thấp đi, cao quá à. Thành ra mỗi lần mà mình ngắm hoa mình phải ngước cổ hơi là mau, tất cả lên tới trên trời mình mới ngó thấy hoa được. Ở sân vườn của Tuyền á thì đa số là bồ công anh, những cái cây bồ công anh mọc rất là nhiều. Mà mỗi lần làm cỏ như vậy á thì Tuyền lấy cái lá của bồ công anh á, Tuyền rửa thật là sạch, sau đó Tuyền phơi nắng và Tuyền để cho khô và Tuyền làm trà Tuyền uống. Hoặc là cái lá bồ công anh này á mình làm lẩu mình ăn cũng ngon nữa. Bây giờ thì Tuyền cắt cũng được một mớ bồ công anh nè, đó tí xíu nữa Tuyền sẽ lựa ra. Tuyền lựa ra sau đó rồi Tuyền sẽ cho vào trong cái rổ này và Tuyền rửa sạch, Tuyền phơi khô lên. Quý vị ơi, quý vị nhìn nè, đây là những cái lá bồ công anh nè, mà nó tốt như vậy nè. Tuyền nhớ mấy năm trước á, Tuyền siêng lắm, cứ mỗi buổi sáng Tuyền đi tập thể dục á, xong cái đi về á, Tuyền hái bồ công anh ở trước cửa nè, Tuyền rửa cho sạch, sau đó là Tuyền nấu nước sôi á, Tuyền cho vào, Tuyền uống giống như uống trà vậy đó, mà Tuyền thấy tốt lắm, tại vì bồ công anh này có công dụng là chữa mát gan, thành ra là lúc đó mình siêng, sau giờ mình lười quá, bây giờ mình phải tập uống lại quý vị ơi. Tiền cắt những cái hoa bồ công anh đó héo rồi Tiền bỏ đi để mai mốt cái hoa mới đó, nó nở lên nó đẹp hơn. Để mà thôi cái hoa khô nè nó sẽ không bao giờ tự rụng được, mà cái hoa mới nó trồi lên đó, thì mình sẽ thấy rất là xấu. Ở bên này thì Tiền trồng hoa thì không có cho phân biết gì hết á, tại vì Tiền thấy thời tiết bên này nó đẹp rồi, mà đất thì Tiền cũng không có bồi đất gì vô hết á, tự động rồi đất nó tốt, xong rồi mưa xuống thành ra nó làm cho cây cối nó tốt tươi hơn đó quý vị. Thank you.
cây hoa cẩm tú cầu này mà cũng quá trời hoa luôn. Mỗi năm á, Tiền có quay chiếc sân nhà của Tiền cho quý vị xem đó. Và quý vị cũng rất là thích cái hoa cẩm tú cầu này. Một cái cây nó quá trời hoa, nãy giờ thì các cái hoa cũ bỏ đi mà nó vẫn chưa hết nữa nè. Đây là một cái cây dại nè quý vị. Mà nó to ơi là to luôn, khủng khiếp. Nó cao hơn Tiền luôn, mà Tiền cắt cái này là từ gốc lên cỡ khoảng là 5-7 tấc nè. Mà nó quá trời luôn. Từ nãy giờ Tiền làm không xong, tự nhiên bây giờ sắp sửa xong cái ông chợ mưa, mà thôi giờ lỡ rồi còn có 10% nữa là xong rồi, thành ra là Tiền quét là hút rác luôn. Đó, Tiền cắt được một rổ bột công anh đó quý vị. Mỗi lần mà làm vườn xong mới là Tiền cắt được một rổ bột công anh đó, là để đem về mình nấu nước. Hiện tại thì Tiền đã làm sạch sẽ gọn gàng hết rồi. Một thùng rác luôn đó quý vị. Nè, bao nhiêu cây á, là cái thùng xanh này là mình bỏ cây vào trong đây nè. Một thùng luôn. Tiền nhờ anh Viện kéo ra ăn sau để mà thường á là thứ hai, thứ ba là ta đổ rác cây đó. Thì làm xong xuôi cho Tiền được một rổ bồ công anh. Đây, mà Tiền bỏ một mớ rồi đó, Tiền chỉ lấy một mớ như vậy thôi. Tiền lấy cái này là phía ở trong vườn, trong sân vườn nhà của Tiền á. Chứ Tiền không có lấy phía ngoài. Tại vì phía ở ngoài là nhiều khi mình sợ chó đó, mình sợ. Nhưng mà cái này Tiền lấy ở trong phía trong sân của Tiền. Đó là phía ở trong đây. Ngày Tiền xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu ra xem kênh YouTube của Tiền, cũng như ủng hộ Tiền trong suốt thời gian qua nhé. Bây giờ Tiền đi ra ở phía vườn sau nhà của Tiền á, Tiền quay tí xíu cho quý vị xem là hiện tại cái sân vườn phía sau của Tiền nó có những cái cây trái gì rồi nè quý vị nhé. Tiền đã ra ở phía sân vườn sau nhà của Tiền rồi. Hiện tại thì anh Viện đang ôm những cái cây. Đây là cây dưa leo Nhật nè. Năm nay thì anh ôm khoảng 10 cây á. Ở đây là tổng cộng có là 5 cây và một cây rau răm cô đơn đang mọc ở đây. Cái chậu dâu này quý vị nhớ là mỗi năm anh Viện anh treo ở trên vách á, rồi bé Linh hay hái để ăn nè. Thì năm nay dâu lại cho ra trái thêm nữa. Hiện tại thì dâu trái còn nhỏ. Đó, dâu trái vẫn còn nhỏ. Nhiều lắm. Mà Tiền trồng thì Tiền cũng không có chăm sóc nhiều á. Tại ông ơi, trời đang mưa, thành ra là Tiền quay cho xong một cái phim này luôn để Tiền up lên cho quý vị xem. Đến Viện trồng dâu ở trong cái thùng xốp này. Thì dâu năm nay Tiền nghĩ chắc cho cũng được vài chục trái để ăn á. Tại mình không chăm sóc riết thì cái dâu nó cũng bị còi cọc. Đây cũng là dưa leo Nhật này, anh Viện đang ôm nè. Rồi hành tây, diếp cá. Đây là rau má Thái. Đây là rau thơm, cái loại rau thơm này Tiền rất là thích. Đây cũng là rau thơm nữa nè, rau thơm chứ không phải là húng nhủi. Và đây là hoa 10 giờ, hôm rồi Tiền mua được mấy chậu hoa 10 giờ. Rồi anh Viện cũng được người bạn tặng cho ba cây ớt. Và đây là cái cây su su, anh Viện cũng đang ôm được nhiêu đây rồi. Rồi đây là cũng là một cái loại rau thơm của người Hà Lan, họ bán cũng thơm lắm. Anh Viện được hai cây kinh giới, cây hoa lavender và đặc biệt là bạc hà. Năm nay bạc hà nhiều lắm, coi bạc hà trồi lên nè quá trời luôn.
Hiện tại thì nghỉ bạc hà này nếu mà ăn được cũng khoảng cỡ tháng 6, tháng 7, cuối tháng 6 hoặc là đầu tháng 7. Đó, đây cũng là dưa leo Nhật, mai mốt bệnh viện phải chiết ra, chứ ở đây đang thấy dày quá. Đó, một chậu rau má Thái nữa. Năm rồi Tiền có một chị bạn cho Tiền một cái chậu hoa rau đắng và chậu rau đắng, nhưng mà mùa đông xong rồi chết thì Tiền không thấy mọc lại. Ở đây là hành. Tiền thấy quý vị nếu mà ăn hành đó, mình trồng hành Tiền thấy rất là dễ nha. Tiền mua hành cũ về đó, rồi Tiền gieo xuống, vậy mà nó tự động nó trồi lên à. Còn mà mình trồng những cái rau khác thì nó khó hơn. Còn cái gì mà dễ nhất nữa là Tiền thấy diếp cá. Diếp cá chịu được mùa đông á. Thành ra là Tiền cứ để như vậy nè. Xong rồi mình ăn xong đó, mình cắt, mình cứ cắt nó để mùa đông nó chết, nhưng mà mùa hè tự động trồi lên. Quá trời cái chậu diếp cá này của Tiền nè. Nó cao hơn một rang tay luôn á quý vị. Ở đây Tiền có 4 cái cây bơ và cây chanh. Cây chanh Tiền cắt lá già Tiền ăn á, xong rồi bây giờ nó ra lá non mà nó không có bông. Nó ra lá non quá trời luôn. Chanh này giống như mình trồng để ăn lá chứ không phải là ăn trái. Ở dưới chậu chanh á thì Tiền hôm trước á là rau dền mọc xong rồi Tiền cắt đi, mà bây giờ cái bông của rau dền nó rụng xuống á. Bây giờ á mọc lên quá trời quá đất luôn nè. Đó, diếp cá, rau dền, hún nhủi. Đây là hún nhủi. Rồi rau thơm, hành, kinh giới là đủ cho mình ăn cuốn đó. Mình nhìn những cái này mình rất là thích cuốn đó. Tiền thích trồng hoa lắm, thành ra hôm qua anh Viện mua cái chậu hoa này, anh Viện tặng cho Tuyền nè. Cái chậu hoa treo này là 5 euro, 5 euro cũng khoảng 120 ngàn. Và bây giờ á, ở bên Hà Lan ngày xưa nó không có, nhưng mà bây giờ có rồi quý vị. Tất cả những cái chai nước nào mà bằng nhựa đó mà mình mua đó, thì mỗi một chai như vậy là mình dằn chai là 15 cent. Dạ, có chai 15 sen, có chai 19 sen. Thì bây giờ á, bắt buộc mình uống xong mình phải chứa lại để mà mình đem mình đi đổi. Chứ không thôi mình bỏ là mình mắc hết 15 đến 19 sen. Và họ chống ô nhiễm môi trường á, nhưng mà nhiều khi có những người Hà Lan họ lười, không lẽ giờ họ uống chai, họ đem vô họ đổi, họ lấy 15 sen, rồi họ cũng vứt ra ngoài đường à. Nhưng mà thôi mình đi á, mình thấy thì mình lụm lại. Mình lụm lại mình cứ để dành nó, lâu lâu á mình để một giỏ như vậy nè. Thì mình đi đổi cũng được, cũng khoảng vài đồng á. Cái đó là cũng là cái mà mình kiếm được chút xíu tiền. Rồi Tiền quay tí xíu cái mảnh vườn nhỏ nhỏ ở phía sau này, cũng như là Tiền làm cỏ sân vườn trước á. Tiền chia sẻ đến quý vị, mai mốt mà dưa leo Nhật của Tiền á mà leo lên nữa đó, Tiền sẽ quay thêm cho quý vị xem. Thì hiện tại ở đây Tiền cũng ôm hai cái cây này, là Tiền không hiểu là hai cây này là cái gì đây nè. Hình như Tiền nghĩ là cái cây đậu bắp á. Lúc mình ôm á thì mình nhớ, nhưng mà giờ mình lại quên rồi quý vị. Đúng rồi, mình lấy miếng giấy mình để tên vô. Này, Tiền để tạm xuống cái này đi.